Phalanx MK-15 của Mỹ là một trong những tổ hợp phòng thủ tầm gần hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó trở thành vũ khí tiêu chuẩn cho hầu hết chiến hạm của Mỹ, cũng như nhiều lực lượng hải quân các nước trên thế giới. Tổ hợp có trọng lượng 5.700 kg hoặc 6.200 kg tùy phiên bản, được trang bị pháo 6 nòng M61 Vulcan 20mm. Pháo này hoạt động tự động hoàn toàn dưới sự giám sát của người điều khiển với tốc độ bắn lên đến 4.500 viên đạn trên phút. Do tốc độ bắn quá cao nên nó phát ra tiếng rít rất đặc trưng. Đây cũng là lý do khẩu pháo này còn có tên gọi là tiếng rít của đại dương. Một hệ thống kiểm soát hỏa lực cho phép nó tự động tìm kiếm, phát hiện, theo dõi và khai hỏa nhằm phá hủy hoặc vô hiệu hóa các mục tiêu như tên lửa hành trình chống hạm, tàu nhỏ, máy bay không người lái và thậm chí là máy bay ở độ cao thấp của đối phương. Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch nâng cấp nhằm duy trì hoạt động của Phalanx trong một vài thập kỷ tới.